Cuộc thăm dò mới cho thấy cử tri gốc Latin đang rời bỏ Đảng Dân Chủ Mỹ. Ông Graham cảnh báo Đảng Cộng Hòa về cơn thịnh nộ của ông Trump đối với cuộc bỏ phiếu nâng trần nợ. Nhóm giám sát chính phủ thắng kiện, các hồ sơ ẩn của ông Biden sẽ sớm được công khai. Hai nhân viên chia tay bà Nancy Pelosi trong một tuần làm gia tăng tin đồn nghỉ hưu. Chỉ 2% người Mỹ xếp hạng biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu Xin chào quý vị! Nguyễn Tươi rất vui được gặp quý vị trong bản tin cập nhật sáng ngày 10 tháng 12 trên các nền tảng của DKN TV. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị khi đã bấm like, share và để lại bình luận với mỗi video của DKN TV trên các nền tảng xếp và Youtube, giúp cho chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Cuộc thăm dò mới cho thấy cử tri gốc Latin đang rời bỏ Đảng Dân Chủ Mỹ. Kính thưa quý vị, trong một cuộc thăm dò đối với người gốc Latin ở Mỹ của tờ Wall Street Journal, khi được hỏi họ sẽ bỏ phiếu cho đảng nào nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm khảo sát. 37% người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Cộng Hòa và 37% cho ứng viên Đảng Dân Chủ. 22% trả lời không biết. Điều này phá vỡ định kiến rằng người gốc Latin ở Mỹ theo truyền thống là những người ủng hộ Đảng Dân Chủ. Hơn 60% cử tri gốc Latin đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Hạ Viện chung với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Trong cuộc thăm dò ý kiến lần này, khi được hỏi họ sẽ ủng hộ ai nếu Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đấu vào năm 2024, 44% cử tri gốc Latin cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden và 43% cho ông Trump. Trong khi trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, 63% cử tri gốc Latin đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ khi đó là Biden, dẫn trước ông Trump khoảng 30 điểm phần trăm. Sự thay đổi tỷ lệ này một cách mạnh mẽ đang là mối lo của Đảng Dân Chủ khi chỉ còn một năm nữa là tới kỳ bầu cử giữa kỳ 2022. Người gốc Latin là nhóm cư dân đông thứ hai ở Hoa Kỳ và Đảng Dân Chủ đã dựa vào những người ủng hộ gốc Latin trong các cuộc bầu cử khác nhau. Cứ 8 người Mỹ thì có một người là gốc Latin, khiến cho nhóm này trở thành một trong những nhóm cử tri phát triển nhanh nhất. Dân biểu Maria Elvira Salazar đã tán dương các cử tri gốc Latin trong báo cáo về nước Mỹ vào hôm thứ Năm sau cuộc thăm dò mới của tạp chí Fogler, cho thấy nhân khẩu học đang dần chuyển sang cánh hữu. Bà Salazar nói, chúng tôi đang thức dậy, thiểu số lớn nhất trong nước, 60 triệu người, 20% dân số. Cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng những giá trị này được gắn chặt với Đảng Cộng Hòa, kính sợ Chúa, tuân thủ luật pháp, đóng thuế. Và không chỉ vậy, Đảng Cộng Hòa đang chào đón chúng tôi và tôi là ví dụ điển hình nhất. Đó là thứ nhất. Và thứ hai là về kinh tế. Các vị nghĩ chúng tôi đến đất nước này để làm gì? Đến Disney World hay đến Shark để mua sắm ư? Chúng tôi đến vì chúng tôi muốn có một đời sống kinh tế tốt hơn chính quyền tiền nhiệm và các chính sách quá tốt cho chúng tôi và quá tốt cho túi tiền của chúng tôi. Không chỉ vậy, một trong những lý do mà tôi tham gia quốc hội là muốn nói với người dân của tôi, những người Latin, rằng Đảng Dân Chủ, thật không may, đã chơi bóng chính trị với chúng ta trong 30 năm qua, luôn hứa hẹn về một đạo luật cải cách nhập cư. Nó xảy ra dưới thời Obama vào năm 2008. Nó xảy ra với Biden vào năm 2020 và điều luôn xảy ra là họ luôn thay đổi hoặc bỏ chúng ta vì điều gì đó khác. Nhưng giờ sẽ không thế nữa, đã đến lúc Đảng Cộng Hòa thức dậy để chào đón chúng tôi, bởi vì chúng tôi chắc chắn là một lực lượng đáng nể ở đất nước này. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Ông Graham cảnh báo Đảng Cộng Hòa về cơn thịnh nộ của ông Trump đối với cuộc bỏ phiếu nâng trần nợ. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ cho các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa trong một bữa ăn trưa riêng vào hôm thứ tư, nói rằng Tổng thống Trump sẽ hạ thấp bất kỳ thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nào bỏ phiếu cho lãnh đạo thiểu số thượng viện Mitch McConnell vì thỏa thuận với Đảng Dân chủ nhằm thiết lập một con đường đặc biệt để nâng giới hạn nợ. Trong những nhận xét thẳng thừng trước hội nghị Đảng Cộng hòa ở thượng viện, ông Graham đã chỉ trích gay gắt ông McConnell. Vì đã đạt các đảng viên Đảng Cộng hòa ở thượng viện vào tình thế mà ông gọi là bị bắn sau lưng vì thỏa thuận này. Ông cho biết, ông McConnell đã từ bỏ lợi thế của mình vào đầu năm nay là sẽ không giúp các đảng viên dân chủ bất kỳ sự trợ giúp nào trong việc nâng giới hạn nợ. Theo The Hill, một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa cho biết, ông Graham đặc biệt cảnh báo các đồng nghiệp rằng cựu tổng thống sẽ can dự vào vấn đề này. Ông nói với các đồng nghiệp rằng McConnell đã dẫn họ lên một ngọn đồi và họ đã bị bắn sau lưng, theo thượng nghị sĩ nói. Ông Graham vào hôm thứ Tư đã từ chối bình luận về chi tiết những gì ông nói với các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa vào bữa ăn trưa. Mặc dù ông đã nói với The Hill rằng ông không đồng ý với quyết định của McConnell về việc thỏa thuận với lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ để tạo ra con đường lập pháp đặc biệt về giới hạn nợ. Đối với tôi, khá rõ ràng rằng điều này sẽ không được những người trung thành của Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả Donald Trump, đón nhận. Ông nói thêm. Ông Trump đã viết trong một tuyên bố được phát hành thông qua Ủy ban Hành động Chính trị của mình rằng Mitch McConnell vừa mới uốn cong mức trần nợ. Một chiến thắng hoàn toàn cho Đảng Dân Chủ đã không sử dụng nó để giết chết 5.000 tỷ đô la Mỹ, con số thực của dự luật gọi là xây dựng lại tốt đẹp hơn, về cơ bản sẽ thay đổi kết cấu của đất nước chúng ta mãi mãi. Cảnh báo của thượng nghị sĩ Graham có thể gây khó khăn hơn cho ông McConnell trong việc bảo đảm 10 phiếu bầu cần thiết từ Đảng Cộng hòa cho một cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận vào hôm thứ năm. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa cho biết vào đầu năm nay, rằng ông McConnell nghĩ sẽ có tới 18 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu cho dự luật này, thiết lập lộ trình cho Đảng Dân chủ nâng giới hạn nợ bằng một cuộc bỏ phiếu đa số đơn giản. chuyển sang một diễn biến khác. Nhóm giám sát chính phủ thắng kiện, các hồ sơ ẩn của ông Biden sẽ sớm được công khai. Kính thưa quý vị, nhóm giám sát chính trị Jack Justice Watch đã thắng kiện ở tiểu bang Delaware về việc tiếp cận các tài liệu của Thượng viện Mỹ. Jack Justice Watch là một nền tảng phi đảng phái thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tính liêm chính trong chính phủ, chính trị và cả luật pháp. Tòa án tối cao Delaware đã phán quyết rằng Đại học Delaware phải giải thích lý do tại sao 1.850 hộp giấy tờ của ông Biden không được công khai. Những tài liệu đó hiện được cho là sẽ được giấu kín cho đến 2 năm sau khi ông Biden rời văn phòng. Judge Justice Watch cho biết các tài liệu có thể làm sáng tỏ các giao dịch của ông ta ở nước ngoài cũng như cáo buộc tấn công tình dục của ông đối với Tara Reid từ năm 1993. Chỉ có Judge Justin Watts mới đặt câu hỏi về lịch sử cơ bản này của Joe Biden. Chủ tịch của Judge Justin Watts, ông Tom Fitton nói rằng, chỉ có Judge Justin Watts mới đặt câu hỏi về lịch sử cơ bản này của Joe Biden. Chúng ta không thể để chính trị cản trở việc thực thi pháp quyền. Đại học Delaware không nên bảo vệ Joe Biden và công bố hồ sơ Joe Biden đang che giấu điều gì. Đó là những gì chúng tôi muốn biết và đó là những gì chúng tôi đang chiến đấu cho. Judge Justin Watts cho biết, bây giờ họ đã thắng vụ kiện cùng với Daily Caller. Các tài liệu về ông Biden sẽ sớm được công bố theo phán quyết của tòa án. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý khác. Hai nhân viên chia tay bà Nancy Pelosi trong một tuần làm gia tăng tin đồn nghỉ hưu. Theo Breitbart News, hai nhân viên đã từ bỏ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ trong một tuần. Một mô hình cho thấy, Bà Pelosi có thể nghỉ hưu sau giữa nhiệm kỳ năm 2022. Sau nhiều tháng có tin đồn từ CNN về việc nghỉ hưu của bà Pelosi, trợ lý báo chí của bà Riley Lopez đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng ông sẽ chuyển sang một vị trí ít liên quan hơn trong Thượng viện. Sự ra đi của ông Lopez diễn ra vài ngày sau khi Robin Patterson, cựu phó giám đốc truyền thông của bà Pelosi, đã rời văn phòng của bà đến Bộ Thương mại. Sự ra đi đã được chú ý bởi Mike Burke, Phó giám đốc truyền thông của Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia người đã gợi ý rằng chủ tịch Hạ viện đang chuẩn bị nghỉ hưu. Mặc dù bà Pelosi chưa chính thức tuyên bố sẽ nghỉ hưu hay vận động tái tranh cử, CNN đưa tin vào tháng 11 bà có thể lựa chọn bỏ trống ghế của mình. Đảng Dân chủ khó có thể giữ được đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ. CNN viết rằng trên đồi Capitol Tương lai của Pelosi là một vấn đề mà các cấp cao nhất của bà ấy đang phải đề phòng thảo luận, lo lắng rằng bất kỳ gợi ý nào về việc thay thế bà ấy sẽ tạo ra căng thẳng trong hàng ngũ. Tạp chí Atlantic cũng đã xuất bản một bài báo vào tháng 8 rằng chắc chắn là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ thông báo rằng bà ấy sẽ từ chức. Nếu Pelosi không tái tranh cử, con gái của bà được đồn đại là sẽ quan tâm đến chiếc ghế của bà chuyển sang một cập nhật đáng chú ý khác. Chỉ 2% người Mỹ xếp hạng biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu mà tổng thống Biden cần phải giải quyết. Theo một cuộc thăm dò vào hôm thứ tư của Monmouth. Khi tổng thống Biden tuyên bố vào hôm thứ tư rằng ông có ý định trung hòa carbon vào năm 2050, những người tham gia cuộc thăm dò của Monmouth cho biết họ không mấy quan tâm đến ưu tiên cao cả về việc sắp xếp lại nền kinh tế để chống lại sự nóng lên toàn cầu. Một mô hình thời tiết vốn có báo cáo kể từ những năm 1950. Thay vào đó, những người trả lời cuộc thăm dò chỉ ra rằng các vấn đề kinh tế quan trọng đối với người Mỹ hơn là thay đổi điều kiện khí quyển. Năm trong số 6 mối quan tâm hàng đầu mà người Mỹ phải đối mặt chính là liên quan đến kinh tế, trong đó đại dịch Covid đứng ở vị trí số 1. Các hóa đơn hàng ngày, lạm phát an ninh việc làm, nền kinh tế và chi phí chăm sóc sức khỏe lần lượt được xếp hạng theo thứ tự trong 6 ưu tiên hàng đầu của người dân Mỹ. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra gần một nửa số người Mỹ tin rằng hành động của ông Biden với tư cách là tổng thống đã gây tổn hại to lớn cho nước Mỹ. Chỉ 25% nói rằng hành động của ông đã cải thiện quốc gia. Trong khi đó, Cuộc thăm dò đánh giá xếp hạng chấp thuận công việc của Biden ở mức 40% và 66% người Mỹ tin rằng nước Mỹ đang đi sai hướng. Chỉ 30% nói rằng Mỹ đang đi đúng hướng dưới thời tổng thống Biden. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12 với 808 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, biên độ sai số là 3,5 điểm phần trăm. Thưa quý vị, Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cập nhật sáng ngày 10 tháng 12 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.